Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2007. Cách đây 3 năm là chị Bơ ra đời. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 3 của chị Bơ. Yeah rồi. Hôm nay tham dự sinh nhật ngày hôm nay thì có ông nội, bà nội từ Hà Nội vào Hà Nội ăn sinh nhật, có bà ngoại khổ chủ mẹ Mai đâu rồi, có cô điệp ơi, em bé rồi, có em bé đi đâu đây, bà đây là bà ba. Đưa mẹ cất. Rồi, cháu xin không? Bê đâu, ôi bê chưa đến lượt. Hôm nào đến lượt bê đấy. Nhà bà đây. Đấy. Cho đưa cho bà một cái nữa. Rồi, bây giờ xin mời các quý vị nhập tiệc chút xíu nữa. Sau tiệc mặt, chúng ta sẽ có tiệc ngọt. Tiệc ngọt chúng ta sẽ tiếp tục quay phim chụp ảnh tiếp. Bây giờ ăn đã đói rồi. Yeah.